Trong cuốn sách Hành trình tìm kiếm đặc sản Việt Nam lần thứ nhất năm 2012 do Trung tâm Sách Kỷ lục thực hiện, đã lập danh sách 50 món đặc sản nổi tiếng. Vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Châu Á cũng đã công bố thêm 12 món ăn Việt Nam được người nước ngoài yêu thích, ghi dấu được trong lòng bạn bè năm châu, cho dù họ tới Việt Nam để du lịch, công tác hay định cư, làm việc. Như quý vị thấy đấy, ẩm thực Việt luôn được người nước ngoài ủng hộ. Và trong ngày hôm nay, Hà Trinh sẽ cùng với người bạn đồng hành của mình là Matthew Zepard đến từ nước Mỹ, hiện anh là giáo viên. Và chúng ta sẽ cùng xem người nước ngoài họ thích những món gì ở Việt Nam nhé. Xin chào Matthew, anh có thể tự giới thiệu về mình được không? Xin chào, tôi là Matthew, hiện đang là giáo viên dạy tiếng Anh. Tôi đã sống ở Việt Nam được 4 năm rồi. Trong 4 năm đó thì chắc anh đã từng thưởng thức nhiều món ăn Việt Nam lắm đúng không? Có quá nhiều món ăn yêu thích, tôi thực sự thích bún chả và đặc biệt nhất là món cơm tấm. Cơm tấm là một trong những món ăn phổ biến ở Việt Nam. Tại sao bây giờ chúng ta không đi thưởng thức cơm tấm luôn nhỉ? Được thôi, chúng ta đi nào. Cơm vốn là món ăn quen thuộc của người dân Việt Nam trong mỗi bữa ăn. Cơm tấm lại là món ăn độc đáo, chiếm được cảm tình của nhiều người bởi cách chế biến và kết hợp thực phẩm. Ngày 11 tháng 9 vừa qua, món ăn này đã được vinh danh trên đất Mỹ thông qua cuộc thi siêu đầu bếp. Và người đoạt giải là một đầu bếp nữ gốc Việt. Trở lại Việt Nam, dường như món ăn này lại càng khẳng định vị trí khi chiếm được cảm tình của rất nhiều bạn bè quốc tế. Thì ra là Matthew thích ăn cơm tấm nên dẫn Hà Trinh đến đây đây. Matthew, anh có phải là một fan lớn yêu thích cơm tấm không? Mình hay ăn cơm tấm mỗi lúc đói. Anh có phân biệt được giữa hạt cơm tấm và hạt cơm bình thường không? Dĩ nhiên là hạt cơm tấm nhỏ hơn hạt cơm bình thường. Tôi cảm giác hạt cơm tấm ăn ngon hơn. Cơm là món ăn truyền thống của Việt Nam và cơm tấm là món ăn được yêu thích, đặc biệt là ở Sài Gòn này. Anh có suy nghĩ gì về điều này? Tôi được biết người miền Nam ưa chuộng món cơm tấm nhiều hơn. Lần đầu tiên anh ăn cơm tấm thì cảm nhận của anh như thế nào? Tôi ăn cách đây 4 năm ở nhà hàng và thấy rất nhiều nơi bán cơm tấm. Ngay cả ngoài đường cũng bán nữa. Tôi có thể ăn cơm tấm vào tất cả các bữa trong ngày ở bất cứ đâu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp đầu bếp hỏi xem nhé. Hồi nãy em có ăn một cái dĩa cơm mà cái miếng sườn rất là mềm mà thơm ngon nữa. Không biết là bây giờ anh có thể chỉ cho em một số những cái nguyên liệu mình làm cơm tấm được không anh? À được chứ. Cái này là sườn, ớt xong rồi mình mới nướng. Dạ, em thấy còn có một số những cái nguyên liệu rất là quen thuộc ăn kèm với cơm tấm như là chả nè, bì nè, rồi mỡ hành nữa. Đây là cơm tấm nè, Matthew ơi. Oh, tuyệt quá. Hạt cơm nhỏ, mềm. Và còn mấy cái miếng sườn này nữa. Thử nướng hay không qua mình chỉ cho. Đi thôi. Thì yêu thích nữa là gì? I think we should try some gỏi cuốn. Gỏi cuốn? Dưới con mắt của nhiều người, gỏi cuốn dường như có sức hấp dẫn kỳ lạ. Nó không chỉ đơn giản là một món ăn thanh mát, nhiều rau xanh, mà còn là sự kết hợp thú vị trong từng nguyên liệu. Chả thế mà nhiều người nước
nước ngoài khi tới Việt Nam đều không thể bỏ qua món ăn hấp dẫn nhiều màu sắc này. Bạn biết không, Matthew muốn được tự tay làm món ăn này, không biết thế nào nhỉ? Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi Matthew đã gợi ý cho Hà Trinh có một ý tưởng rất là dễ thương, đó chính là tự tay cuốn gỏi cuốn nhí tại nhà hàng này. Nào, chúng ta cùng thử nhé. Còn món ăn nào mà anh thích nữa không? Chè. Chè. Yeah. Chè, loại chè nào mà anh thích? Chè ba, chè ba ba, chè sen. Matthew đã đồng hành cùng với Hà Trinh ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì Hà Trinh cũng xin nói lời tạm biệt đến quý vị và hy vọng quý vị sẽ luôn có những món ăn thật là ngon để cùng thưởng thức với bạn bè của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.